quý vị và các bạn, sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện, can thiệp sớm tật bệnh ở thai nhi và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, được triển khai ở các địa phương trong tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015. Qua công tác tuyên truyền vận động, ý thức của các bà mẹ mang thai đã được nâng lên rõ rệt, thể hiện qua việc thường xuyên khám thai định kỳ, tuân thủ nghiêm túc những tư vấn, chỉ định của bác sĩ như là siêu âm, xét nghiệm. Từ đó có thể phát hiện sớm dị tật thai nhi, kịp thời can thiệp để sinh ra một đứa con thông minh, khỏe mạnh. Chương trình Dân số và Phát triển hôm nay sẽ đề cập đến những nội dung này cùng cuộc trao đổi với bác sĩ Đào Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bình Dương. Trước khi đến với nội dung cuộc trao đổi, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Ngày nay, chị em phụ nữ đã có nhiều cách tiếp cận thông tin, tìm hiểu thêm những kiến thức bổ sung cho bản thân trong quá trình mang thai, nuôi con một cách hợp lý và khoa học. Ngoài việc đội ngũ cán bộ làm công tác dân số nỗ lực tuyên truyền vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, có kế hoạch thực hiện quy mô gia đình ít con, từng bước nuôi con khỏe dạy con ngoan, thì hiện nay ngành dân số còn chú trọng tuyên truyền người dân nâng cao chất lượng dân số. Nhờ đó chị em phụ nữ khi mang thai không còn tâm lý bị động, không những quan tâm đến sức khỏe của mẹ và bé mà còn tìm đến những cơ sở chăm sóc y tế uy tín, tin cậy để thăm khám, theo dõi sự hình thành và phát triển của thai nhi trong bụng mẹ, với mong muốn từ lúc mang thai đến lúc sinh con được khỏe mạnh, thông minh. Hầu hết các chị em phụ nữ đều quan tâm đến việc tư vấn, hướng dẫn của các bác sĩ đối với thai nhi, đặc biệt các xét nghiệm siêu âm ở những tuần tuổi thai quan trọng đều được chị em thực hiện theo chỉ định của các bác sĩ một cách nghiêm túc. Bởi các bà mẹ đều hiểu rằng, thông qua các xét nghiệm siêu âm sẽ có thể xác định được các dị tật ở thai nhi, để từ đó bác sĩ sẽ có hướng chăm sóc điều trị kịp thời. Và con số tỷ lệ phụ nữ được khám thai ít nhất 3 lần trong thai kỳ tăng từ 74,35% vào năm 2011 lên 87% vào năm 2015, đã chứng minh cho việc chị em phụ nữ rất quan tâm đến sức khỏe của mẹ và bé trong quá trình mang thai. Những xét nghiệm đó quan trọng lắm, giống như là mình đi xét nghiệm vậy thì mình cảm thấy là như em bé, cái dị tật của em bé nó ở mức thấp hay mức cao, rồi mình đủ máu, thiếu máu hay đủ máu, thì mình thí dụ mình thiếu máu thì mình được thuốc hay là chế độ ăn mình được tăng lên để bổ sung cho nó em bé cho khỏe. Cái việc mà theo dõi như vậy là rất là cần thiết để mình theo dõi em bé phát triển tốt hơn. Bác sĩ nói là phải đi khám thai định kỳ hàng tháng, rồi bác sĩ chỉ định là 4 tháng thì đi xét nghiệm máu, rồi chích ngừa, rồi xem 3D, 4D để theo dõi em bé. Em năm nay 29 tuổi, thì mang thai lần đầu tiên. Thì ở đây thì đi khám, thì cũng em cũng đi khám theo định kỳ. Bình thường thì một tháng đi khám một lần, còn những tuần sau cuối, bắt đầu từ tuần 30 trở đi thì khám 2 tuần một lần. Các xét nghiệm cho thai kỳ thì rất là cần thiết, thì ở đây thì trong quá trình mang thai cho đến bây giờ thì em đã làm các xét nghiệm như là xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu mẹ, máu con, với kiểm tra tiền sản trước khi sinh. Và qua các xét nghiệm thì mình biết được là cái sức khỏe của mình như thế nào, tình trạng sức khỏe của mình và của em bé, thì mình sẽ yên tâm hơn để ví dụ mình có vấn đề gì đó thì mình sẽ bổ sung và kịp thời để có bác sĩ tư vấn, thì mình sẽ kịp thời bổ sung những cái kiến thức đó và bổ sung thêm các cái thuốc uống cho mình. Xác định được tầm quan trọng của công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh, nên đề án nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát hiện can thiệp sớm tật bệnh ở thai nhi và sơ sinh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 đã được tập huấn đầy đủ cho đội ngũ y tế cũng như cán bộ, cộng tác viên, ngành dân số từ tỉnh đến cơ sở để phát hiện can thiệp sớm tật bệnh ở thai nhi và sơ sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn 2011-2015. Theo đó, từ năm 2011 đến năm 2014, toàn tỉnh đã tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho hơn 6.500 trẻ sơ sinh và hơn 1.500 bà mẹ. Kết quả phát hiện 41 ca trẻ sơ sinh bị thiếu men G6PD,
chiếm tỷ lệ 0,6%. Nếu như trong năm 2014 có 3.141 bà mẹ được khám sàng lọc trước sinh, chiếm tỷ lệ 14,3%, thì đến năm 2015 đã có 4.348 bà mẹ được sàng lọc trước sinh, chiếm tỷ lệ 19,9%. 2.828 trẻ sinh ra được sàng lọc sau sinh, chiếm tỷ lệ 12,9%. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu này chưa đạt mục tiêu của chiến lược dân số sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương đề ra giai đoạn 2011-2015, là đến năm 2015, tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh là 30% và trẻ sinh ra được sàng lọc sau sinh là 50%. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2016 đến 2020 là tiếp tục duy trì và thực hiện đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, tham mưu xây dựng bảng giá dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi triển khai đề án xã hội hóa sàng lọc trước sinh và sơ sinh, đồng thời thông qua công tác truyền thông vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích và sự cần thiết của khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tin rằng với những mục tiêu đề ra, thời gian tới, đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh sẽ được nhiều người dân quan tâm hơn, hạn chế đến mức thấp nhất những dị tật trong quá trình mang thai, để những mầm non tương lai của đất nước khi sinh ra được thông minh và khỏe mạnh. Quý vị vừa theo dõi phóng sự sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. Nhằm giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến sự cần thiết phải sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Đào Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bình Dương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lời đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì Trung tâm Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bình Dương đã thực hiện đề án sàng lọc trước sinh và sau sinh như thế nào ạ? Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bình Dương đã có một cái kế hoạch xuyên suốt để thực hiện cái đề án này. Về vấn đề đầu tiên đó là vấn đề nhân lực, thì chúng tôi đã tổ chức các cái lớp tập huấn ngay tại chỗ, mời các cái cán bộ ở mạng lưới hệ sức khỏe sinh sản về để tập huấn tại trung tâm. Đồng thời ở trung tâm chúng tôi cũng cử người tham dự các cái lớp tập huấn nâng cao về cái sàng lọc trước sinh và ngay sau sinh ở các tuyến thành phố và tuyến trung ương. Và hiện tại thì chúng tôi đã có một cái đội ngũ cán bộ y tế truyền thông rất là mạnh, rất là tốt trong cái lĩnh vực này. Ngay tại trung tâm chúng tôi đã được đầu tư các cái máy siêu âm hiện đại với cái độ nét, cái độ ly giải rất là cao để mà giúp mà phát hiện sớm các cái dị tật bẩm sinh. Nhiều bà mẹ mang thai cho rằng siêu âm nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự hình thành và phát triển của thai nhi. Vâng, vậy ý kiến của bác sĩ trong vấn đề này là như thế nào ạ? Những ý kiến của thai phụ cũng có một khía cạnh nào là đúng chứ không phải là sai. Bởi vì thì siêu âm thì cái lợi thế của siêu âm đó là cái phương tiện dùng sóng âm, chứ không phải là sử dụng những cái tia X hoặc là những cái tia gamma ion hóa. Cho nên là hầu như sóng âm thì ít ảnh hưởng lên thai nhất. Và những cái sóng âm khi mà đặt đầu dò lên trên bụng của thai phụ thì những cái sóng âm dội và đi ngược về những cái sóng phản hồi, nó sẽ thu thập lại để ghi nhận những hình ảnh trên màn hình vi tính. Thì đến thời điểm hiện nay thì các nhà khoa học đều cho rằng là siêu âm đóng vai trò không thể thiếu trong cái vấn đề chẩn đoán hình ảnh cho tất cả các thai phụ trên toàn thế giới. Với những cái lợi ích mà thiết thực mà siêu âm đem lại, đã cống hiến rất nhiều trong cái lĩnh vực chăm sóc tiền sản để phát hiện ra các dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, cũng không ai dám khẳng định rằng là siêu âm hoàn toàn vô hại cho thai phụ. Bởi vì chúng ta biết rằng với cái sóng mà khi nhiệt độ sóng âm mà tăng lên thì ít nhiều cũng có ảnh hưởng lên đặc biệt là bộ phận não bộ và mạch máu của thai nhi. Cho nên người ta khuyến cáo rằng các bà mẹ, các thai phụ không nên lạm dụng siêu âm quá nhiều và chỉ siêu âm vào những cái thời điểm theo cái chỉ định của bác sĩ yêu cầu hoặc là những cái thời điểm mà bác sĩ thấy rằng cần thiết, cân nhắc giữa cái lợi ích nhiều hơn là cái hậu quả mang lại. Vâng, có những thời điểm mà bà mẹ mang thai cần phải thực hiện các xét nghiệm và thực hiện siêu âm thì đó là thời gian nào thưa bác sĩ? Những cái thời điểm mà bà mẹ hay là thai phụ cần phải được siêu âm ít nhất là 4 thời điểm. Cái thời điểm đầu tiên là cái đầu tiên khi mà mình phát hiện là mình có thai thì mình phải cần phải siêu âm để mình xác định là thai đang ở trong tử cung hay là ở ngoài tử cung.
Lần thứ hai đó là cái tuần tuổi thai 11 tuần cho đến 13 tuần 6 ngày. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi thường chọn cái thời điểm 12 tuần. Đó là cái thời điểm mà các bác sĩ siêu âm cần đo cái khoảng thấu âm sau gáy, hay còn gọi là độ mờ da gáy. Vì cái khoảng thấu âm sau gáy này càng tăng thì có liên quan nhiều đến vấn đề hội chứng Down, tức là một cái trisomy 21. Và cái thời điểm thứ ba đó là cái thời điểm từ 17 cho đến 18 tuần. Và ở đây thì chúng tôi thường hẹn bệnh nhân ở tuần thứ 18, là một lần nữa là chúng tôi rà soát lại về các cái dị tật bẩm sinh mà liên quan đến hình thái học thai nhi, để phát hiện tất cả những cái bất thường dù là nhỏ nhất ở cái lần siêu âm này. Lần thứ tư đó là cái tuổi thai từ 22 tuần cho đến 24 tuần. Và ở đây thì chúng tôi chọn là tuần thứ 22 để một lần nữa rà soát lại các cái dị tật bất thường thai nhi, để mà quyết định là có tiếp tục thai nhi hay là chấm dứt thai kỳ ở cái tuổi thai này hay không. Và cái lần cuối là tuần thứ 30 đến tuần thứ 32 là rà soát lại những cái dị dạng về não bộ cũng như là dị dạng về mạch máu, thần kinh của thai nhi khi mà xuất hiện mổ. Đó là tất cả những cái lần mà thai phụ thường là chúng tôi có chỉ định là bắt buộc phải siêu âm. Về cái xét nghiệm lồng ghép giữa cái siêu âm của thai nhi với cái xét nghiệm lấy máu mẹ để mà làm xét nghiệm sinh hóa máu mẹ, thì chúng tôi làm ở đây Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bình Dương, thực hiện ở tuần lễ thứ 12 của thai kỳ, có thể dao động từ 11 tuần cho đến 13 tuần 6 ngày. Là cái thời điểm đó chúng tôi siêu âm để mà đo cái khoảng thấu âm sau gáy kết hợp với lấy máu mẹ để làm cái gọi là xét nghiệm sinh hóa máu mẹ, và phối hợp hai cái đó chúng tôi gọi là combine test để mà tìm ra các cái thông số giúp mình phát hiện đó là đối tượng nguy cơ như thế nào với các cái hội chứng bất thường về nhiễm sắc thể như là hội chứng Down trisomy 21, hội chứng Edwards trisomy 18 và cái dị tật về ống thần kinh. Vâng, bác sĩ có lời khuyên như thế nào đối với các bà mẹ mang thai khi muốn sinh ra một đứa con thông minh khỏe mạnh? Trước khi mang thai thì bà mẹ biết rằng có một số cái bệnh mà khi mình mắc phải có thể di truyền, có thể lây nhiễm cho bé trong thời kỳ mang thai. Như vậy thì những cái bệnh nào mình có thể tránh được thì mình nên có kế hoạch trước. Tôi thí dụ như là viêm gan siêu vi B là hoàn toàn có thể tiêm ngừa để mà phòng tránh cái bệnh cho con. Như chúng ta cũng biết là những cái nguy hiểm cho viêm gan siêu vi B mang lại cho thai nhi. Hoặc là rubella, rồi sởi, rồi thủy đậu, rồi tất cả những cái vaccine mà tiêm phòng trước khi mang thai thì nếu được chúng ta nên thực hiện tiêm phòng trước khi mà chúng ta có thai. Và ngoài ra thì ông bố và bà mẹ cũng nên làm những cái xét nghiệm máu. Và khi mà chúng ta mang thai thì chúng ta cần phải quan tâm tới sức khỏe, đến chế độ dinh dưỡng, chế độ lao động, sinh hoạt trong thời kỳ mang thai. Và chúng ta cũng có một kế hoạch sẵn ngay từ đầu, là kế hoạch chúng ta tăng cân như thế nào trong thai kỳ, chúng ta phải làm những cái xét nghiệm nào hữu ích để giúp phát hiện những cái bất thường về di truyền, cũng như chúng ta cần phải siêu âm ở những thời điểm nào để phát hiện được những cái bất thường về hình thái học của thai nhi. Và ngay sau sinh thì chúng ta thực hiện tốt cái sàng lọc sơ sinh. Cái vấn đề sàng lọc sơ sinh này cũng rất là đơn giản thôi. Tức là lấy hiện tại ở Việt Nam chúng ta có thể sàng lọc được 3 cái rối loạn chuyển hóa của thai nhi. Đó là suy giáp bẩm sinh, đó là thiếu men T6PD, và thứ ba đó là tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh. Một cái động thái rất là đơn giản, chỉ lấy một cái giọt máu khô ở gót chân của thai nhi và đưa lên một băng giấy thấm là bác sĩ đã có thể chẩn đoán được là con của mình có bị những cái rối loạn chuyển hóa hay không. Bởi vì nếu như mình phát hiện được con của mình có những cái rối loạn chuyển hóa ngay từ cái giai đoạn sơ sinh là mình đã có thể can thiệp được để mà chúng ta có thể giảm thiểu tối đa những cái di chứng, những cái hậu quả nặng nề mà do chúng ta không phát hiện hoặc không quan tâm đến, rất là tội nghiệp cho đứa bé sau này. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân số và Phát triển tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Mến chào tạm biệt.